Xin chào toàn thể các bác, quý chị đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Chiến, và hiện tại thì các bác có thể thấy là lượng du khách đến với cả biển hồ tạo sóng Mega Grand Tour ở cuối tuần khá là đông. Và ngày hôm nay thì Minh Chiến sẽ đi quay thực tế cho các bác quý chị về cái căn thời đại 1855 nhé các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ mời toàn thể các bác quý chị đi theo Minh Chiến để xem là từ cổng dự án của Ocean Park 3 đi ra ở căn thời đại 1855 thì nó sẽ như thế nào nhé các bác nhé. Đấy, đây là Mega Grand Tour nhé các bác nhé. Cuối tuần thì khách đổ về đây cũng khá là đông. Và bây giờ thì Minh Chiến sẽ đi trực tiếp đi ra ở căn thời đại 1855 để giới thiệu cho các bác và quý chị. Thì đây là trục đường đại lộ 4 mùa tại bên Ocean Park 3. Như bên Ocean Park 2 thì sẽ là bên đại lộ San Hô. Đây là trục đường 51m, trục đường huyết mạch của dự án. Còn phía bên tay trái của Minh Chiến đây đó chính là cụm tòa tháp văn phòng ở dưới Ocean Park 2 và Ocean Park 3. Đấy. Thì đây ở trong này là sẽ là phân khu thời đại này các bác ạ. Đấy, đi thẳng ra đây thì chúng ta sẽ thấy là ở đây sẽ có một cái công viên nội khu ở bên phân khu thời đại. Đây là công viên mà sẽ có đầy đủ các tiện ích như là bếp nướng BBQ, sân tập gym, có bể bơi, có khu vực đỗ xe, sạc xe dành cho xe điện, cũng như là có một hầm gửi xe dành cho cư dân sau này. Thì ở phía bên tay trái của các bác quý chị thì sẽ là những cái dòng song lập đấy ạ. Song lập hiện tại thì Minh Chiến đang có một căn ở đây, đơn giá là 25 tỷ. Các bác quý chị quan tâm thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với em ạ. Đây, còn bên này của chúng ta sẽ thấy là có một cái công viên nội khu bên thời đại đấy ạ. Sau này khi mà con cái của các bác quý chị mà có ở đây thì đương nhiên là tất cả những cái tiện ích này là chúng ta đều được sử dụng miễn phí nhé các bác nhé. Còn ở phía trước mặt của các bác quý chị đó chính là cụm tòa chung cư của bên Master Drive. Ở đây thì sẽ có 10 tòa chung cư với công viên trung tâm. Ở ngày trước với những cái mặt căn của dòng thời đại 11 như này ấy, thì cái đơn giá nó là 10 tỷ một căn cho một dòng 70m2, 10 tỷ cho cái dòng thời đại 11 này đấy ạ. Những căn diện tích lớn hơn thì sẽ có cái mức giá cao hơn. Mặt tiền ở dãy thời đại 11 như này thì sẽ là 4m nha các bác nhá. Còn ở đây thì sẽ là thời đại 17 và 18 rồi đấy ạ. Đây là dãy thời đại 17 nhé các bác nhé. Thời đại 17 thì dãy lẻ, mặt đằng sau sẽ có công viên. Thời đại 18 dãy chắn thì mặt sau sẽ là công viên. Đấy, như đây sẽ là công viên ở tại dành riêng cho dãy thời đại 17 và 18. Vì là gần như là có lẽ là các dãy khác thì họ không có chạy ra đây để sử dụng cái tiện ích này. Và đây là dãy thời đại 18 này các bác ạ. Và Minh Chiến đang đi vào trong dãy thời đại 18 và đến vị trí của cái căn thời đại 1855 để giới thiệu đến là toàn thể các bác và quý anh chị. Dãy thời đại 18 này thì các bác có thể thấy là cũng có khá nhiều các căn họ đã chuyển về đây để ở rồi đấy ạ. Đây, những căn mà đang có đèn với cả đang quây xanh là tất cả những căn đấy là đang là những căn mà cư dân về hoàn thiện để ở đấy ạ. Ở dãy thời đại 17 và 18 thì trong cái giai đoạn này thì khách đi xem khá là nhiều vì chính sách cũng đang khá là tốt đấy. Và mình chính đang có mặt ở tại dãy thời đại 17. 18, 55 và 57 để giới thiệu đến vào toàn thể các bác và quý chị đây ạ. Thì vừa lấy từ quãng đường từ cổng vào của dự án Ocean Park 3 thì trước mặt của các bác và quý chị đó là thời đại 1855, thì Minh Chiến di chuyển mất khoảng 3 phút. Đấy. Sau này thì ở phía trước đây ạ. Sau này thì ở phía trên này đây thì sẽ là cụm chung cư với cả sẽ có một trục đường sẽ thông thẳng ra quốc lộ 5B, đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Ở phía trên này thì lát nữa Minh Chiến cũng ra đấy để quay đến vào toàn thể các bác nhé. Thì đây là căn thời đại 1855 và có đơn giá chỉ 96 triệu trên 1m2. Ở hướng đông bắc diện tích sẽ là 90m2, mặt tiền sẽ là 6m nha các bác nhá. Đây. Vị trí thực tế và quay một căn thực tế đến vào toàn thể các bác và quý anh chị ạ. Đấy, phần sẻ khe đằng sau nhà đấy nhá. Với cái mẫu sẻ khe như thế này thì chúng ta có thể về thiết kế được rất nhiều các phương án để có thể thi công. Đây. Ở phía đằng sau của một căn sẻ khe nhảy đấy ạ. Ở đây là trong không gian lòng nhà nha các bác nhá. Không gian lòng nhà của bên thời đại này thì đa phần sẽ là bàn giao thô không có thang để cho quý anh chị cư dân có thể sau này về chúng ta thiết kế thang máy. Thì các bác quý chị có thể đập một mảng tường ở phía bên tay trái, góc trái màn hình của các bác đấy ạ. Chúng ta có thể đập mảng tường nhảy đi thì thiết kế không gian lòng nhà nó sẽ rất là đẹp. Đấy, các bác quý chị nếu như chúng ta có muốn về ở đi thì việc các bác quý chị mua ở tại dãy thời đại 17 và 18 như thế này nó là cuối dãy, đúng là nó sẽ là cuối của phân khu thời đại, nhưng mà nó sẽ đem lại cho các bác quý chị cái sự yên tĩnh nếu như chúng ta có về ở đây ở
Lòng đường thì sẽ là cái trục đường này sẽ là trục đường là 13 mét. Đấy. À, bây giờ thì mình sẽ đi lên trên kia để cho các bác quý chị có thể xem là ở phía trên kia sẽ có những cái gì trên đấy và trong tương lai sẽ hình thành ra làm sao nhé các bác nhé. Ở đây là vị trí của cái căn thời đại 1855 đây ạ. Thì chúng ta sẽ có một cái phần khe này để các bác quý chị có thể đi ra cái công viên. Thì gần như là chỉ có 3 bước là chúng ta đã có thể ra đến với cả cái công viên ở tại sau nhà của hai dãy thời đại 17 và 18. Ở công viên này thì sẽ có những cái tiện ích cơ bản dành cho cư dân như là không gian vườn thiền này, hay là có những cái máy tập gym ở tại khu vực công viên ở đây. Ở ngoài máy tập gym thì sẽ còn có sân chơi cho các bạn nhỏ nữa. Thì thành ra là về mặt tiện ích thì chúng ta cũng có khá là nhiều các cái tiện ích dành cho cư dân ở tại đây ạ. Bây giờ mình chuyển xe đi lên trên nhé các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Chiến sẽ đi lên trên của dãy thời đại 17 và 18 để quay thực tế và toàn thể các bác quý chị. Ở trên này sau này tương lai sẽ là đường thông đi ra với cả trường học, phía trước thì sẽ là có cả trường học VinSchool. Với cả sau này thì đây cũng là cái trục đường thông này các bác này. Đây, sau này ở đây sẽ là có một cái đường thông để đi ra quốc lộ 5 nhé các bác nhé. Đoạn này đấy ạ. Thì ở phía trước mặt của các bác quý chị đây đó chính là chung cư đây. Tất cả khu vực đang quay đây thì đều sẽ là chung cư cao cấp của Matarai. Và hiện tại thì cái đơn giá của cái dòng căn ở thời đại 18 55 nó đang có một cái đơn giá chỉ 96 triệu trên một mét vuông, có thể nói là rẻ nhất ở tại dự án Ocean Park 3. Khi mà tất cả mặt bằng căn ở đây đều có mức giá trên 110 triệu một mét vuông. Vậy chi là nếu như các bác quý chị có thể sở hữu được cái dòng 1855 chúng ta mua đầu tư hay mua để ở thì nó đều khá là tuyệt vời. Đây, cái dãy thời đại 17 đây ạ. Các bác quý chị thấy là khách đang đi xem ở tại dãy thời đại 17, 18 khá là nhiều. Cái tính thanh khoản của cái dãy này hiện tại thì Minh Chiến có thể để trên góc màn hình thì các bác quý chị có thể xem. Bán rất là tốt, thị trường hiện tại thì đang bán rất là tốt nha các bác nhé. Còn phía trên này thì chúng ta sẽ có cái trục đường này là cái trục đường mà thông thẳng đi ra đến vào công viên biển 4 mùa của dãy thời đại 6. Đây, phía trên này đấy ạ. À, mình sẽ đi một vòng vào trong dãy thời đại 17 và 18 để cho các bác cũng chỉ có thể tiện theo dõi nhé. Đấy, anh chị CEO như là khách hàng đang đi xem dãy thời đại 17 và 18. Lúc gì? Khá là đông đúng không các bác? Sau này tất cả những cái căn thời đại 17 và 18 ấy đều sẽ là chính sách về ở sớm. Vậy chỉ là các bác quý chị ạ, khi mà chúng ta về đây thì đã có một lượng cư dân hiện hữu ở tại dự án rồi, bởi vì là chính sách về ở sớm thì các bác quý chị sẽ phải về hoàn thiện cơ bản nhất, đó là tầng 1 và tầng 2 với đầy đủ công năng, bao gồm đó là phòng một phòng WC này, một phòng khách này, một phòng ngủ này, một phòng bếp này, là chúng ta đã đạt điều kiện để hưởng cái chính sách về ở sớm của chủ tư rồi. Đấy. Và các bác quý chị mà có quan tâm đến dự án Ocean Park 2 và Ocean Park 3 thì cũng có thể liên hệ trực tiếp vào Minh Chiến qua số online đó là 0965886822 thì Minh Chiến sẽ hỗ trợ toàn thể các bác quý chị trong quá trình mà chúng ta lựa chọn những cái dòng sản phẩm ở tại đây. Và hẹn gặp lại toàn thể các bác quý chị trong những video clip tiếp theo nhé các bác nhá. Xin chào toàn thể các bác.